Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ phóng viên hiện trường cho biết những người biểu tình sử dụng nắm đấm cùng với gậy lao vào tấn công lẫn nhau ở trung tâm thành phố Donetsk. Những người biểu tình ủng hộ Nga đã tái chiếm tòa nhà chính phủ, một hành động diễn ra chỉ vài giờ sau khi phe thân châu Âu chiếm giữ tòa nhà, hạ cờ Nga trên nóc và thay thế bằng quốc kỳ Ukraine. Vụ việc này đã dẫn đến một cuộc biểu tình lớn với khoảng 5.000 người ủng hộ chính quyền ở Kiev tại Donetsk. Cảnh sát cố gắng giải tán đám đông, tuy nhiên đụng độ vẫn xảy ra do không thể tách biệt hai nhóm người ủng hộ hai bên đối lập. Donetsk được coi là thành trì của ông Viktor Yanukovych, tổng thống bị lật đổ tháng trước. Cư dân thành phố này tự bầu ông Pavel Gubarev là lãnh đạo mới và không chấp nhận Sergei Taruta, người được chính quyền mới ở Kiev chỉ định.